Xin chào các bạn, tôi có một câu hỏi khoa học dành cho các bạn đây. Nhưng trước khi tôi đưa ra câu hỏi thì chúng ta phải làm thí nghiệm trước đã. Đây là những vật liệu mà chúng ta cần. Một ống nước bằng nhựa PPC có hai van đóng và mở. Hai quả bóng bay khác màu nhau nhưng phải cùng kích cỡ và cùng chủng loại. Bây giờ tôi sẽ thổi quả bóng bay này lên như thế này. Tôi không thể hoàn thành thí nghiệm này nếu không có sự trợ giúp từ người bạn nhỏ của tôi. Chào Patrick. Tôi sẽ không thể làm thí nghiệm này nếu không có anh ấy. Đầu tiên, chúng ta sẽ nối quả bóng màu xanh vào một đầu van. Sau đó, ta nối quả bóng màu da cam vào đầu van còn lại. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Như vậy bây giờ, tôi có một câu hỏi khoa học dành cho các bạn. Điều gì sẽ xảy ra với những quả bóng bay này nếu tôi mở van ra? Thứ nhất, không có chuyện gì xảy ra. Hai quả bóng sẽ giữ nguyên kích cỡ. Thứ hai, quả bóng to sẽ trở nên to hơn và quả bóng nhỏ thì sẽ nhỏ lại. Phương án thứ ba, hai quả bóng sẽ trở nên to bằng nhau. Và phương án thứ tư, hai quả bóng sẽ đều vỡ. Chúng ta sẽ cùng xem chuyện gì xảy ra khi chúng tôi mở van nhé. Như vậy, không khí từ quả bóng nhỏ hơn đã chuyển sang quả bóng to hơn vì áp suất tạo ra bởi độ giãn của quả bóng nhỏ là lớn hơn. Vì vậy, quả bóng nhỏ có thể dễ dàng chuyển về hình dạng ban đầu. Và đó là tất cả của thí nghiệm này. Tôi hy vọng rằng bạn thấy thích thú với Liên hoan phim khoa học 2014. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.